Hello, chào mọi người đã quay lại với kênh của mình nha. Chào mọi người. Đây là chào mình này. Hôm nay mình sẽ làm cho bạn xem một cái clip kiểu như là khui bọc nhện OBT nhé các bạn, là con nhện nước ngoài nhé các bạn. Con OBT này mình nhớ lúc trước mình có quay cho bạn xem rồi, là lúc nhận về các bạn, con này rất là hiền. Nhưng mà mình không biết là bây giờ khui bọc trứng á là có hay là không nữa. Mình hy vọng là có, nếu mà buồn thật sự rất là xui xui á thì thất bại. Còn nếu mà suôn sẻ thì là sẽ được sling. Thì mình cũng chưa biết nhá, mình cũng chưa biết như thế nào trong hết. Bây giờ nếu mà các bạn thấy muốn xem cái clip này như thế nào thì các bạn xem hết nhá, rồi mình sẽ quay cho bạn xem. Ok. Là sẽ là con này, con Formosa này các bạn này, con nhìn cây rất là đẹp luôn các bạn. Đó, còn nhìn thấy chưa? Nó mới lột xác xong các bạn này, xác của nó đây này. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ mở ra nhá, con mở ra đi. Mở nhanh nha. Đây. Dưới cái tấm kính này. Rồi. Đó. Các bạn nhìn này. Đó. Thì nó lột xác được hơn 1 tuần rồi các bạn ơi. Nó hơn 1 tuần luôn rồi, rất là lớn luôn, bữa nay bự lắm các bạn, nó rất là bự luôn đấy. Mình vừa cho nó ăn dễ này nhưng mà nó chưa ăn. Đấy, xác của nó này. Quay. Ok. Ok bạn ơi, đây này, đây con OPT là trước mình có làm, mình cũng quay cho bạn xem rồi đó. Thì đây bây giờ nha, mình sẽ quay bạn xem. Mình đặt lên ngồi đất này, cái này là bữa cái mình đi á, cái phòng của mình khá là bừa bộn tại vì mình không có giòn nữa các bạn. Đấy, mình việc mình bị gấp thôi. Đây các bạn này, nhìn này, đó con OBT của mình nhá. Thì đây nó là đang còn ấp từng ở trong này nhưng mà đến ngày mình phải thu rồi. Thì bây giờ mình sẽ quay cho bạn xem nhá. Cho con cầm hai con này ra chơi ạ. Đấy, hai con lờ cờ của mình ấy, bây giờ mình cho nó chọn chơi, nó thích hai con này lắm. Chơi cái con đất đuôi nó nhắn chưa. Có gì kêu cậu. Đây đây các bạn ơi, từ từ nha. Đây con cái hộp này bây giờ mình khui này, rồi là mình làm toàn bộ cho bạn xem nha. Mình hy vọng là nó sẽ ok, hộp này sẽ ổn. Nếu mà hộp này mà không ổn nữa thì mình rất là buồn các bạn. Mình hy vọng là các bạn là nếu mà thấy hay nhá, các bạn ủng hộ kênh mình nhá. Thế này, nó sinh sản từ ngày 1 tháng 4 2020, là tới bây giờ là tầm cỡ 25 đến bao nhiêu ngày, ngày bao nhiêu ngày, bao nhiêu ta, là mình nhớ là đủ 25 ngày các bạn. 25 ngày mình thu, tại vì mình sẽ chờ thêm ít hôm nữa nó sẽ lột thôi. Ok nhá, khu nhà mình hồi hộp quá. Thì mình đã chuẩn bị một cái hộp để đựng này, nếu mà có trứng thì mình sẽ đựng ở trong này, nếu có con các bạn đựng trong này, nếu không thì mình cũng sẽ quay cho bạn luôn nhá. Mình hy vọng là ổ này sẽ thành công đối với mình. Cái OVT này mình chưa bao giờ sinh sản được hết á, phải thất bại nhiều lần các bạn ạ, phải thất bại nhiều lần thì mới thành công được. Nhưng mà mình bữa giờ mình thất bại rất là nhiều rồi, mình hy vọng ổ này mình sẽ thành công. Thì mình hy vọng là các bạn thấy hay, các bạn ủng hộ kênh rồi đăng ký kênh like cho mình nhá, mình cảm ơn. Ok, mình khá là hồi hộp các bạn, hồi hộp thật á. Đây đây. Khui bọc trứng này khô hết các bạn, để mình quay cho bạn xem sơ qua này. Đấy, thì cái nền của mình thì nó chỗ này khá là ẩm, tại vì cách đây 1 tuần là mình phun nước cho nó, nhưng mà mình sợ nó ảnh hưởng ở trong đó. Bây giờ chỗ này khô này, nền này rất là ẩm luôn.
mình hy vọng nó sẽ ok. Đó, còn nữa bây giờ là sẽ khui nó ra này. Ok nha. Các bạn chơi cẩn thận nó cắn nha. Nó cắn nó đau lắm ạ. Ui. Đây các bạn này, nó đây này. Nó khá là hung các bạn, tại vì nhìn mè các bạn ơi. Nó trong này mình các bạn tạm thời chưa thấy được đâu. Đấy. Sợ lắm. Nhìn mè các bạn, các bạn nếu mà sinh sản được giống mình á, nhưng mà nhìn mè nó rất là hung hăng nhá. Vậy là bây giờ nó đói các bạn, nhìn mà đói á, con nào nó cũng hung hăng hết á, nên các bạn cẩn thận, thật sự là phải cẩn thận nhá. Mình có cái hộp này thì để lát mình đừng đỏ này, chứ mình sợ nó chảy ra ngoài lắm. Ok. Nó cách nào để bắt nó ra nha. Hay từ mình mới đi lấy cây về. À, bươi nó ra này. Đó các bạn thấy chưa? Wow. Mình mới đi lấy cái đèn các bạn cho nó sáng một xíu cho bạn dễ xem. Đó đây. Wow. Các bạn ơi. Uầy, các bạn nhìn này, nhìn nó rất là sơ sát các bạn, thật sự luôn này. Hôm trước mình, trước khi nó đẻ á, nhìn nó rất là đẹp, màu nó rất là bỏng các bạn. Uầy, bây giờ này nhìn rất là tồi các bạn, bây giờ chắc cái đầu cái chân thôi à, cái bụng hình như nó không còn luôn này. Nó nhìn ăn cả thẳng các bạn ơi, rất là tồi luôn. Cái con này bữa mình nhớ đã phổi xong là nó ăn mất con đực của mình luôn các bạn, thật sự. Đây, xem đi. Nó đỏ nó bây giờ đó. Đó mình chỉ sợ thôi, mình chỉ sợ là nó cắn thôi nhá. Đó, các bạn nhìn cái ổ hang này. Bây giờ lấy ra là một quá trình các bạn rất là khó luôn. Con nó cắn nó. Đây mình ở chỗ là cái đèn này không có đủ sáng cho nên là bây giờ mình bật flash lên cho bạn xem nhá. Đây để mình dõm lại một tí nha. Ok. Mình hỏng đó các bạn. Mình hỏng bật nhìn ở trong như thế nào á. Đây. Này cho bạn xem này, mình quay cho bạn. Ui, quay cho bạn xem ở trong luôn nhá. Đó các bạn thấy chưa? Nó trong trắng, cục trong trắng này là bọc trứng các bạn. Nhưng mà bây giờ thì thật sự là rất là khó khăn để lấy nó ra. Lấy ra thì dễ các bạn, nhưng mà quan trọng á là nó sẽ cắn mình á. Nó cắn một cái thì chắc có lẽ là điên luôn. Đấy con coi đi. Đó các bạn nhìn này. Thấy không, con thử con nhìn thấy không? Đó các bạn nhìn này. Đó, lát mình quay cho bạn xem. Đừng để cái làm chứ. Mà hắn có cái chuông kìa. Ừ. Có cái hang quẩn á. Đó, bắn đất. Bây giờ mình phải bắt nó được cho bằng được các bạn. Bắt con nhìn cho bằng được chứ không có là. Tôi để ngoài ngoài á. Uầy, đây các bạn này, nhìn này. Đó, các bạn thấy chưa? Tự nhiên một cái xích đu á, cái dưa của nó. Ừ, nó làm cái chuồng hay không? Nó răng hết ở đây này. Nó làm như cái dưa á,
em thật. Đi ra. Nhìn mặt em thật đúng á. Ui ui ui. Sợ quá. Bọn làm một phát thì rồi, mong không mong con về này không được. Rồi, rồi được rồi các bạn ơi. Con mong con về này không bỏ ra ngoài được đó. Đây, bọc trứng này các bạn này. Bọc trứng này. Tại vì lúc trước mình có nhận con nhện này về thì mình đã quay cho các bạn xem rồi đó. Hơi nhòe cho đi các bạn này. Đấy các bạn, bọc trứng này. Bọc trứng đây này, lát mình sẽ quay cho các bạn xem nhá. Có đứng chọt nó vào. Bây giờ mình quay cho các bạn xem con nhện mẹ này. Đẹp. Đẹp thật là con này rất là đẹp lắm các bạn. Đó. Rất là đẹp luôn. Bây giờ mình phải chêm nước nó vào. À, con lấy cái hộp cho cậu không? Cái hộp mày cái kia, cái hộp không nhá. Đấy bạn nhìn này. Con nhìn cây nhưng mà con nhìn này thì cũng rất là hiền thôi. Nhưng mà mình nhớ được không, hộp bẹp á. Bữa lâu mình có quay cho bạn xem rồi đó. Nhưng mà bây giờ nó đổi một phần nữa. Với lại là nhìn mẹ các bạn, con nhìn mẹ nào cũng hung hăng hết nhá. Nên là mình bây giờ mình tạm thời là sẽ không có động nhiều. Con lấy cái hộp nào cũng được. Ở đó hả, đúng rồi. Để mình gom lại hết cái động mun này này. Động mun này nó khá là chật chội với là khó chịu cho con nhện. OBT này chắc quên. OBT này răng tơ rất là nhiều các bạn. Thì bây giờ mình phải thêm nước cho nó. Không thì cậu làm cho. Đấy các bạn này. Mình clip này thì thật sự là cũng hơi sờ một xíu cho nên là mình quay không có được ok nhé các bạn. Các bạn mình hy vọng là các bạn đừng có trách mình nha. Thêm nước này, thêm thật nhiều vào. Để chan. Rồi chan rồi. Thì con ra lấy cho cầu mấy con dê mà. Dạ. Thì mình đập nắp lại nha. Không. Ok, đây này. Bây giờ mình sẽ quay cái bọc trứng cho bạn xem. Đây các bạn ơi. Bây giờ mình xẻ ra nha. Mình hy vọng là ổ này thành công. Tại vì mình cũng bữa giờ thất bại khá là nhiều các bạn. Mình rất là tiếc luôn. Nó nhăn tơ này. Nó bọc trứng của nó này các bạn này. Nhìn cái đống tơ khiếp chưa. Thật sự rất là khiếp luôn. Nhìn đã thật. Nó cho con thử cầm thôi. Từ từ, để cái bóc ra xong lại. Nhìn đã thật. Đã thì xử nhất. Thích lắm. Thích không? Ừ, thích. Thích cái bọc trứng nó giống như một cái. Một cái chuông á. Ừ. Giống như một cái giường này hay nằm á. Bọc trứng. Chắc lắm các bạn ạ. Rất là chắc luôn. Tôi nhiều như vậy là anh để cái bọc trứng không lại được. Đạt hơn. Wow, mình sẽ bóc nó nguyên ổ nha các bạn. Bọc trứng thật to. Ừ, bọc này to thật. Lần đầu tiên mình thấy ổ OBT các bạn ạ. Đây lần đầu tiên luôn này. Để cậu thế. Đang dơ mà. Để cậu xem. Mà đưa tay cái đây. Đấy. Wow các bạn này, nhìn này. Đừng bóp nó bể á. Đó thấy chưa. Bây giờ nha, khui này. Khui đi. Đây, mình sẽ quay cho các bạn xem. Này, bọc trứng OBT này các bạn này. Đó. To quá. Bây giờ mình khui nha. Rồi cho con cái bọc trứng nhá. Ừ, đúng. Chưa được. Hôm nào cậu bóc xong rồi cho con cái bọc trứng. Wow. Cái này là phần cạnh luôn các bạn này. Nhìn ngon. Mình thật. Không biết ở trong như thế nào luôn này. Rất là nhiều lớp luôn các bạn. Wow. Cái lớp thật. Mình giữ lại cái lớp tơ này này. Con này bọc trứng của con này giống y hệt con Togo các bạn ơi. Con Togo mà con nhìn trắng, màu trắng các bạn. Thì nó rất là nhiều lớp luôn này. Thì con mấy con nhìn đất là nó một lớp thôi. Mà nó cứng lắm. Nhìn này
nó để giống như con nhìn cây các bạn, nó nhìn cây nhé bạn, các bạn phải để ý là nhìn cây á, là tơ của nó lúc nào nó cũng nhiều hết này. Mà nhìn lạ quá, giống như cục bông á. Giống như một đúng cục thật, bông như cục bông các bạn ơi. Bông gòn. Đây này. Như cái cục bông gòn để ăn. Đây, bạn nhìn này. Nhìn rất là lạ luôn. Thêm bông. Con nhìn, con thấy cái này con nhìn lên ăn bông gòn. Bông gòn sao ăn được? Bông gòn, kiểu bông gòn á. À, kiểu bông hả? Ừ, kiểu bông gòn á, ngọt ngọt rồi mềm mềm. Cái này không ngọt đâu nhá. Dạ, cái đó ăn không, không cái này ăn nhìn. Uầy các bạn ơi. Dài quá. Nhiều lớp luôn các bạn. Này, rất là nhiều lớp luôn. 2-3 lớp luôn đó. 4-5 lớp luôn. Cho con chứ. Không để đâu. Cái này phải giữ lại hết nhá. Cho con cái bông gì. Đứng để con làm. Cái bông đẹp lắm. Cái bông. Uầy, mài vẫn chưa tới các bạn này. Như chưa nó sọc sọc như vậy chứ. Ừ. Đó. Uầy, nhưng còn một lớp rồi này. Này, 5-6 lớp lần. Này gì chưa ra. Dài thật. Nhiều lớp thật. Hồi hộp quá các bạn. Mình chưa thấy nó như thế nào trong luôn này. Phải dày. Dày thật. Con mượn lại cái này. À, hình như mình thấy trứng rồi sao á. Đừng, đừng, bỏ tay ra xem nào. Ôi, nó nở rồi các bạn ơi. Yeah, ok. Đây các bạn này, bỏ tay ra. Đây, đây, đây. Để cậu làm xong cậu cho con coi. Để cậu một xíu. Ok các bạn ơi. Uầy, tuyệt vời. Các bạn thấy chưa? Các bạn này. Nở rồi. Ôi, nó có, mấy con này nó lột một lần nữa, nó ra sơ linh luôn các bạn. Ui, rất là to luôn các bạn. Wow, đẹp, thật sự rất là tuyệt vời. Rất tuyệt vời luôn. Wow. Ok các bạn ơi. Chắc là phát mất thì cứ 20 phút mình mới tách ra được hết. Thật sự không tách ra được các bạn. Tách không được nhưng mà mình thật sự mình thấy hoảng luôn đó các bạn. Rất là hoảng luôn. Thì là hoảng tại sao? Tại sao vì hoảng? Tại vì lần đầu tiên mình thấy con nhìn nó bẹo rồi các bạn. Các bạn nhìn này. Trời đất ơi. Nó bẹo, thật sự nó rất là bẹo luôn. To này chứ. Đó, này các bạn thường hàn các bạn nhìn con này này. Thật sự rất là bẹo, con nào bẹo u này, con này vậy này. Wow. Thật sự rất là nhiều ổ này tầm cỡ mình cũng chẳng biết chính xác là bao nhiêu con. Nhưng mà điểm sao con điểm được? Không có bọc không nói chung là 5, 6, 7, 8, im lặng 9, im lặng lắm nói chung là cũng có trứng bị hư các bạn nhưng mà không đáng kể đâu trứng tầm cỡ 5-7 quả hư thôi đây này ví dụ như quả này này quả này với mình thấy ít lắm nó bị hư ít lắm đây con này như bị chết luôn đây này cho con đi không cho từ từ đây con này thì đang lột này các bạn này con này chuẩn bị lột này đó còn đây là L1 này con này bò này là L2 này nó lột xác thêm một lần nữa nó ra ra sơ linh các bạn nhìn rất là đã luôn đấy nhá nói chung là mình nhá mình thôi còn nhiều người chắc để là sinh sản được nhiều rồi nhưng mà mình đây là lần đầu tiên sinh sản được nhìn OBT nhìn nước ngoài luôn các bạn rồi cho bạn xem cái ổ Red Room nhá ổ Red Room này đây ổ Red Room này các bạn này cái hộp cũ con này đây con trong cái hộp này rất là đặc biệt luôn các bạn hộp này rất đặc biệt luôn con này là con Puliha nhìn con Puliha nhưng mà phổi với Red Room nhé các bạn là hai dòng khác nhau nhưng mà phổi lại với nhau mình chỉ được 4 con các bạn này nó hay lắm nha thật sự rất là hay luôn mình cố gắng mình giữ lại xem như thế nào các bạn đây con ổ Red Room này các bạn này đây đang còn rất là nhiều các bạn đây các bạn này nhìn này đó nó còn bây giờ nó đổi màu các bạn ơi nó đổi màu nó vàng dần rồi
thì mình sẽ chờ nhá, nhớ các bạn. Mình sẽ chờ cho nó tới khi mà nó đổ xác ra thêm một sling nữa thì mình sẽ ship, tại vì nhiều bạn rất là đặt cọc mình trước rồi, nhiều bạn tin tưởng mình á cũng rất là nhiều luôn, hình như là phải mười mấy người gửi chuyển khoản hết cho mình luôn, bạn nào cũng lấy 5-7 con hết á, và bạn ít nhất là bạn lấy 2 con thì kiểu như là đợt này order rất là khó các bạn, cho nên nhiều bạn tranh thủ nhiều bạn lấy sớm. Ok, nói chung là hôm nay rất là vui, mình thành công ở OBT rồi thì mình hy vọng là mình sẽ ra được selling, nói chung là phục vụ cho các bạn. Thì nếu các bạn thấy hay, các bạn ủng hộ kênh mình rồi đăng ký kênh mình nhá, để xem tiếp clip sau của mình. Nếu bạn quý mình thì các bạn có thể đợt sau mình nữa, các bạn quý mình, các bạn ủng hộ mình mua nhiều nhá. Mình cảm ơn các bạn, mình chúc bạn một ngày mở thật vui vẻ, nuôi đam mê vui vẻ nhá. Mình chào các bạn. Chào các bạn. Okay.